nó sẽ được bỏ lên server thông qua cái con đường đó là deploy. Deploy thì nó build cái này ra đi, nó build cái project này tạo thành một cái file qua. File qua này sẽ được bỏ lên Tomcat server theo bằng cách nào đó, có thể là copy Ctrl C Ctrl V, có thể là thực hiện deploy trong NetBeans, có thể là thực hiện deploy trên giao diện của Tomcat. Thì quá trình này thì ta gọi là quá trình deploy. Rồi mình tìm hiểu cơ bản như ha. Rồi sau đó mình đã tìm hiểu về khái niệm, về những cái khái niệm về context param, config param. Mình đã tìm hiểu về request param, chính là parameter gửi lên trong cái request, nó lưu trữ trong vùng nhớ request scope. Rồi nó có kiểu là key value và khi lấy value của nó trả về string thông qua cái hàm request.get parameter. Rồi context param là gì? Context param là cái parameter được xài chung cho tất cả một context. Tất cả những cái thằng set khác đều được phép truy cập cái thằng context này, context param này. Rồi tiếp lấy ra bằng câu lệnh là get init param. Rồi config hay là select param, nó là parameter được khai báo bên trong một cái select dùng để khởi tạo những giá trị ban đầu cho cái select nào đó. Thì chỉ duy nhất cái select đó mới được quyền sử dụng cái select param này. Rồi đó là hai phần mình đã học. Mình bây giờ mình học tới một cái phần nữa, đó là mình nói về scope, ba phần nữa thôi. Mình nói về scope, scope của mình có ba scope. Nó nói về scope nè, scope là segment vùng nhớ đó. Nó nói về scope, request scope nè, session scope nè, application scope. Rồi mình sẽ phân biệt được nó sẽ nảy sinh ra một cái yêu cầu, nảy sinh ra một cái gì đó người ta gọi đó là cái attribute. Tại sao attribute sử dụng? Mình phân biệt được attribute, parameter và biến. Mình phân biệt được những thằng này với nhau. Rồi thì đây là cái số 2 mình cần tìm hiểu, cái số 1 ha, cái số 2, cái số 3. Cái số 3 mình cần hiểu là khác nhau giữa redirect và restructure. Redirect là cơ chế chuyển trang từ ở vị trí này chuyển qua vị trí khác. Đồng thời khi đến được cái đích đến thì nó sẽ hủy lên vùng, nó hủy vùng nhớ request scope. Còn với request departure thì nó gửi dữ liệu đi, thì dữ liệu mình tới nơi nhận và dữ liệu trên vùng nhớ còn nguyên, không bị ảnh hưởng gì hết. Thì đó là sơ bộ của cái ba cái topic mà mình sẽ học hôm nay. Ok, tôi lấy nước đó nha. Uống trà sữa không? Uống cặp trà sữa. Uống nè. Rồi mình đi tiếp ha. Thì hôm nay mình chỉ nói về ba phần thôi. Ok ha. Nói về scope, mình nói về attribute, mình nói về direct, cơ chế chuyển trang. Rồi đi tiếp ha. Thì phần của mình đã xong rồi. Xong phần lý thuyết thì hôm kia bây giờ mình đi tiếp thôi. Mình tiếp cái phần mà cùng nhớ. Ok, chỗ này đi. Ngay chỗ này. Thì bây giờ để đi dễ hình dung thì thầy sẽ vẽ lại cái mô hình cho tụi em. Và để đơn giản thầy vẽ được, thì tìm kiếm một chỗ trống thầy vẽ cho mấy đứa cho dễ ha. Được, kiếm một chỗ trống nè. Từ từ, giờ tôi tiếp cái nha. Tôi lấy cái chỗ trống tôi vẽ nè. Tôi nghĩ là vẽ thì nó sẽ dễ hiểu hơn á. Không biết là tôi vẽ vậy mấy đứa có hiểu không, mà thấy tôi cực quá. Đây, mình thấy là bây giờ thầy sẽ mô hình hóa cái phần mình sẽ học hôm nay là mình làm cái gì ha, để mình coi mình thống nhất được là mình đã có cái gì trong tay rồi. Rồi tôi hy vọng là học kỳ này là tỷ lệ lớp pass của tôi rất cao nha, một trước là dưới 50 thôi mà. Rồi bây giờ mình chia ra client, chưa hết là vẽ thấy nó không thẳng là cái xuôi đó. Đây là client, rồi đây là server. Rồi, client server đây, client của mình. Server của mình thì đại diện đây là một cái controller.
C này, C1, C2, có rất nhiều C1, C2. Rồi, ở đây là có model, đây là có cục, cục kịch nguội của mình là cơ sở dữ liệu. Rồi, đây là có thằng view. Rồi, bên đây là kết quả, đây từ đây. Mình làm cái form. Form, trong đây có cái input. Rồi, đây là client. Đây là client gửi dữ liệu qua server thông qua cái gì? Thông qua cái request. Rồi, server trả về là thông qua từ cái view này. Cái view này trả về là trả về thông qua cái response. Rồi, bây giờ gửi dữ liệu qua bên đây. Thì bây giờ cái controller này nó sẽ đón nhận. Đón nhận vậy. Nếu mình gửi thì ở đây mình có gửi kèm theo cái bar RAM. Bar RAM à. Bar RAM được gửi vô đây thì khi đó server nó sẽ phát lệnh việc lưu trữ cái parameter này vô trong vùng nhớ. Cái này vùng nhớ ha. Đây là vùng nhớ. Cái này người ta gọi là scope. Rồi. Cái này là request scope. Cái này là session scope. Cái này là application scope. Hay là ta gọi context đó. Rồi. Thì nó sẽ lưu cái gì? Lưu parameter. Lưu parameter vô đâu? Vô trong request này. Đây, param của mình lưu cái dạng key value. Rồi ha, key value là param của mình. Thì nó lấy ra, nó lấy param ra thông qua cái gì? Câu lệnh gì? Câu lệnh đó là request. Request chấm get param meter truyền cái key. Rồi. Cái value, cái V này nó có kiểu dữ liệu của mình đó là string. Rồi, cái request trong cái param cũng là string luôn. Rồi, thấy là param mình lấy được ha, mình lấy được rồi. Bây giờ, mình có là controller này nó chuyển qua controller 1. Controller 1 nó sẽ chuyển qua controller 2. Controller 2 nó sẽ gọi xuống model. Model nó sẽ gọi xuống cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu trả về model. Model trả về C2, C2 trả về C1, C1 trả về đây, và bên controller sẽ trả về cái view, và view sẽ trả về. Thì bây giờ mình đã biết cách để tạo ra param dùng form, biết cách để lấy parameter dùng request get parameter, và biết được kiểu dữ liệu của các vai giá trị param đó là string. Rồi bây giờ với câu hỏi vậy, câu hỏi thứ nhất là làm sao để tôi lưu trữ cái kết quả xử lý tính toán bên phía server và muốn trả về cho client. Giả sử bây giờ mình mở cái code lên để mình thấy nè, nãy xin vấn đề như sao. Bây giờ hiện tại cái thứ ba xong đúng rồi. Rồi mình thấy ở chỗ này có một chỗ là ngay chỗ này, giả sử thầy khai báo một cái biến int value bằng 3 cộng với lại 800. Rồi. Ở đây thầy muốn gửi cái giá trị value, giá trị bên trong chứa đựng trong cái biến value này gửi bên server. Gửi bằng cách nào? Giờ thầy không biết cách để đó. Tại vì cái var này nó phạm vi tồn tại của nó là nằm trong try thôi. Ra ngoài try là nó mất. Do đó thầy phải tìm cách để gửi cái value này trở về bên phía client bằng cách nào? Thầy phải tìm cách là lưu trữ cái giá trị này lên một vùng nhớ nào đó, vùng nhớ dùng chung, để khi mà từ việc trả về trang view thì người ta sẽ gọi cái vùng nhớ đó để người ta lấy giá trị ra là trả về. Rồi ở đây cũng vậy, bây giờ thực hiện là muốn gửi dữ liệu để gọi một khác ha. Muốn gửi data, muốn tạo ra data thêm nữa bằng cách nào để mà gửi qua đây. Đây cũng vậy, mình gửi data. Tại vì cũng như controller truy vấn là trả về kết quả thôi, nó không thể nào hiển thị ra được thì nó phải thông qua một thằng view để hiển thị. Thì bây giờ dữ liệu của nó đang đứng ở chỗ này, làm sao để mà nó chuyển qua thằng kia vẫn xài được, thì nó dùng cơ chế là cái data này sẽ được lưu trong request scope, session scope hoặc là application theo tùy theo các câu lệnh.
câu lệnh của mình có thể là logo thì logo thì tất cả thằng khác đều truy cập được hết. Rồi bây giờ câu lệnh để logo và câu lệnh lấy ra, khi mình view á thì mình cần lấy dữ liệu ở đâu? Ở trong đây nè, lấy dữ liệu xuống, lấy dữ liệu xuống. Rồi sau đó từ cái này mình mới tạo ra giao diện, mình thiết kế giao diện, thiết kế giao diện, giao diện, giao diện, rồi sau đó mình mới trả về kết quả. Rồi bây giờ cái data của mình, data luôn đây dạng gì? Dạng attribute, luôn dạng gì cũng là key value. Rồi attribute của mình cũng vậy, là key value. Rồi đây cũng vậy, attribute luôn dạng key value. Rồi ha, key value vậy. Vậy bây giờ giá trị của cái value trong cái attribute này đó là object. Rồi bây giờ câu hỏi là tạo ra parameter, tạo ra attribute như thế nào? Tạo ra attribute bằng câu lệnh. Thứ nhất, tại vì nó lưu trữ trong ba vùng nhớ bao gồm request chấm set attribute, trong đây là cái name. Rồi tiếp theo là request set, lấy request là tới session. Rồi tới application. Application thì application chấm set attribute, rồi get attribute. Rồi đó là request, response và application. Và bây giờ với câu hỏi là tại sao người ta để chia ra vùng nhớ như vậy? Bản chất của những vùng nhớ này dùng để chứa dữ liệu thôi, nó có khác nhau về thời gian sống của những giá trị chứa bên trong. Thì trong request scope, thời gian sống của những giá trị chứa trong đó thì nó phụ thuộc vào response. Nếu mà có response phát sinh về thì vùng nhớ request sẽ bị hủy. Còn nếu mà bên mình sử dụng đó là session, session thì phụ thuộc vào thời gian session vào, là hoặc là mình tắt browser, mình đóng ứng dụng thì cái đó đều hủy session. Và cái loại sau cùng cái loại sau cùng đó là loại application. Application dùng để cấu hình những cái tham số mà xài chung cho tất cả hệ thống, từ đó người dùng không truy cập được. Rồi cái mình quan tâm là request và response. Rồi kết quả mong muốn của mình là nhập chữ số trong ô sạch, rồi sau đó nhấn nút sạch, sau đó kết quả của hệ thống trả về là một danh sách những user có tên chứa cái tên cần tìm, giống như là có từ content vậy đó trong Java. Rồi cái mô hình của mình thì bây giờ làm sao để có sự nảy sinh và cần thiết phải có array. Thì bây giờ đầu tiên mình tạo ra một cái trang, đó là trang sạch. Trang sạch của mình sẽ thực hiện gửi dữ liệu qua trang web server. Web server chuyển qua bên web server. Web server sẽ căn cứ vào cái bài điều phối thì nó sẽ điều phối sang thằng sẽ là tương ứng. Rồi khi mà truy vấn thì nó trả về list user. Thay truy vấn riêng thì trả về list user. List user này muốn trả về cho người dùng thì list user này không thể nào chuyển tự động được. List user phải tìm cách để lưu trữ cái list user này ở trong một cái vùng nhớ chung chung, nó gọi là vùng nhớ address. Đây mình lưu lên cái application của mình, lưu đi dạng key nè, value nè. Rồi khi vẫn là cái tên của cái đối tượng và value là chính là giá trị của nó. Tuy nhiên cái về cái scope này mình chỉ quan tâm với việc là gửi dữ liệu, nhận dữ liệu. Mình không quan tâm là khi nào dùng request, khi nào dùng response.
Thì ở đây nó có Run Request Ribbon nè. Mô hình này cũ rồi, ai cũng biết. Rồi làm sao để nhớ được username và password đã login vô hệ thống để lần sau á, lần sau mình login vô nó không bị lỗi. Rồi lần lần sau vô nó không cần phải nhập lại user ID password nữa, hoặc là mình add những sản phẩm mình muốn mua vô giỏ hàng và sau đó mình đi qua nhiều trang, đi qua nhiều trang thì giỏ hàng mình vẫn còn nguyên. Thì cái đó là người ta nói về khái niệm là vùng lưu trữ sao cho thời gian tồn tại lâu hơn. Thì mình sẽ có đưa ra một khái niệm mới, đó là khái niệm về attribute. Attribute là cái mà tham số được tạo ra từ bên phía server, tạo bên phía server và mình up ngược lên lên trên trên một web server nào đó. Rồi giá trị của nó, của giá trị của attribute được lưu dưới dạng là key value trong vùng nhớ. Vùng nhớ nào? Theo ba vùng nhớ. Vùng nhớ có vùng nhớ request scope, vùng nhớ session scope và vùng nhớ application. Trong đó vùng nhớ request scope là những giá trị trong đó tồn tại đến khi nào mà nó gặp JSON. Còn vùng nhớ session scope là tồn tại đến khi nào mà session nó còn. Session bị hủy khi nào? Session bị hủy khi nhấn lock out hay là tắt browser. Rồi vòng đời của param là phụ thuộc vào request scope. Vòng đời của attribute là phụ thuộc vô cái vòng đời của attribute phụ thuộc vô cái scope mà nó định nghĩa, tùy thuộc request, session hay application. Rồi ở đây mình có ba scope. Scope thứ nhất của mình đó là request scope. Request scope là nó được phát sinh khi có request gửi đến server và nó duy trì kết nối xuyên suốt đến khi nào mà nó trả về cái response. Tức là cái ô nhớ request scope sẽ bị hủy khi mình gặp response.sendDirect gì đó. Rồi về session scope là session scope là nó sẽ xác lập khi mà bắt đầu một client thiết lập để kết nối đến ứng dụng app cho đến khi thời gian mà timeout hoặc ngược thời gian timeout hoặc người dùng với click lock out hoặc rest server thì session scope sẽ bị hủy. Rồi tới phần context. Context là phần để tối ưu hóa hệ thống. Rồi như vậy bây giờ câu hỏi là nên dùng cái scope nào để lưu trữ? Thì tùy mục đích mình thôi. Nếu mà mình quan tâm đến dữ liệu sau khi tính toán để lưu lại ở đâu và để lại làm cái khác thì ok, mình dùng lưu trên session scope. Còn ngược lại, nếu mình thực hiện là câu chuyện nào đó mà mình chỉ quan tâm đến kết quả trả về, mình không quan tâm được nó lưu ở đâu hay nó còn giữ hay không, thì cái đó là mình nên sử dụng request. Rồi đây nè, request scope là thuộc tính là yêu cầu là thực hiện một lần, khi có lỗi xảy ra thì nó báo lỗi. Cấp yêu cầu khi có lỗi xảy ra là báo lỗi xong kết thúc, không có lưu lại kết quả đó. Giống như mình search những đôi giày có màu xanh, thì sau khi mà kết quả nhận trả về là những đôi giày nó màu xanh rồi thì cái kết quả mà nó được truy vấn trong cơ sở dữ liệu là bị hủy. Còn session là tồn tại xuyên suốt từ trang này đến trang khác đến khi nào hết session timeout. Rồi tới context scope. Context scope là đó là những cái public biến trong ứng dụng, và thường context á, thì thường sử dụng để tối ưu hóa về hệ thống. Và thay vì dùng nhiều khai báo nhiều thì giờ tôi khai báo vô một chỗ thôi. Rồi phân biệt giữa parameter và attribute thì parameter là cái được tạo ra bên bên phía bên, còn server là cái được tạo sẽ đạt được attribute. Parameter được tạo từ phía client, còn attribute được tạo bên phía server. Rồi parameter được chứa trong request scope, attribute được chứa trong những cái vùng nhớ mà định nghĩa.
Rồi đây là một hàm xử lý về attribute, có get attribute, set attribute và remove attribute. Về get attribute là trả về object lấy giá trị của attribute. Set attribute là tạo ra attribute. Và remove attribute là remove cái attribute đó trong một phạm vi, trong vòng cái scope nào đó thôi. Rồi return return attribute name là khai báo một mảng để nó trả về danh sách những cái attribute có xong cái vùng giới này. Rồi bây giờ mình đi vô mình vẽ cái hình này ha cho dễ hiểu ha. Rồi giờ mình để mình vô mình phần lý thuyết là mình phải nắm được là request là gì, parameter là gì. Rồi bây giờ mình vô đây ha, mình thấy nè, đây là bài của mình. Mình thấy khi client gửi dữ liệu qua đây thì ngay chỗ này mình có cái gì, ngay chỗ dòng 34 khi người ta hỏi có cái gì là mình có bao nhiêu param, có bao nhiêu attribute này lưu ở đâu. Rồi Thiên Phúc, Phúc ơi ngay chỗ này thầy có gì, Phúc ngay chỗ này là thầy bên vùng nhớ thầy có gì. Dạ thầy là 2.3 RAM user với password. Còn thiếu cái nữa. Nào. Ừ. Thiên Phúc. Dạ để em nhớ. Quay lại. Tự nhiên cái quên nhiều. Nè không, bây giờ đơn giản là thầy mở là em che trang trang này đó, em thấy nè, bây giờ nè. Nó sẽ gửi cái gì qua? Bởi param nào? User password. Ơ? Action. Đúng rồi, user password action, mình phải nhớ lại nha. Mấy đứa có buồn ngủ không mấy đứa? 33 RAM. Rồi. 33 RAM này, rồi sau ha. Rồi, ở đây mình có 33 RAM. Tiếp theo nữa, dưới đây mình thực hiện. Rồi bây giờ thầy thử nha, chỗ này của thầy khai báo ra một cái attribute request chấm set attribute name bằng một, rồi request attribute name bằng hello. Rồi bây giờ lấy param ra, lấy request ra là cái string bằng request get attribute này là name và okay. Nem bây giờ là mình phải bạc không ạ? Ở đây nó báo lỗi nè, tại vì cái kiểu dữ liệu của request get attribute là trả về object, do đó mình phải bạc nó về sang string. Rồi bây giờ câu hỏi ngay chỗ này thì còn cái gì? Đâu rồi? Nguyễn Hoàng Viên không ra tên gì à? Nguyễn Hoàng Việt. Việt ơi, cái này là thầy có cái gì trong tay rồi Việt? Mấy đứa buổi trưa buồn ngủ, mấy đứa bên tôi hãy tham gia vô đỡ buồn ngủ với đời, để không ngủ hết á. Có cái attribute name này. Có một attribute name. Chỗ này nó có một attribute name lúa đầu. Nó 3 RAM nó còn không?
Ba Ram còn không? Dạ còn. Còn Ba Ram, còn ba cái Ba Ram. Rồi, cộng thêm gì nữa? Có thêm gì nữa? Có bao nhiêu attribute và attribute đó lũ đọc? Ừ? Trời ơi, mấy đứa thôi không trả lời đại. Một attribute tên là name được lưu ở request scope. Rồi, một một attribute ở request scope. Request. Rồi. Ủa, cái này là có hai câu lệnh mà sao có một hả? Dạ, vì nó trùng tên cho nên là cái set đằng sau sẽ là okay. Nếu trùng tên thì ghi đè. Đúng nha. Rồi bây giờ thì làm thêm một cái nữa, đó là HTTP session. Rồi bây giờ session chấm set attribute name. Cái chuyện của nó là thằng ba. Rồi hỏi ngay chỗ này, ngay chỗ vị trí này thì mình có cái gì trong đây? Ba cái Ba Ram. Cái gì nữa? Hai attribute. Hai attribute. Attribute nào? Rồi một cái name ở request scope với lại một cái name ở session scope. Rồi một cái attribute, một cái a session. Thầy viết nhầm không? Có cái attribute nào đó thầy? Cái session ở trên thầy viết nhầm. Session nào? Session không có đây. Lộn rồi đúng không? Lộn. Thằng nào lộn? Thằng Hòa hay là em lộn? À, em lộn này. Nhiều không, nhiều cái tôi quên nó mới được. Sẽ tôi thì tôi quên á, khi quên là thấy tôi chỉ tôi nha. Này đúng không? Đúng không? Kết luận là nè, ngay chỗ này mình có ba cái Ba Ram. Ba Ram thì lúc nào nó cũng lưu trên request scope rồi. Không nói ra một attribute. Attribute là attribute này nè, giá trị này nè. Còn một attribute ở session là thằng nào? Là thằng này. Đây là thằng này nè. Khai báo set attribute đây. Rồi. Rồi được rồi ha, được rồi. Rồi bây giờ làm sao để hủy Ba Ram? Hủy Ba Ram đơn giản lắm. Hủy động ở ngoài, không phải hủy Ba Ram mà hủy attribute. Hủy attribute là có session chấm remove attribute chuyển vô cái name. Rồi bây giờ mấy đứa nghĩ thêm, thầy làm thêm một cái này nữa. Tôi chiêu trò mấy đứa, tôi chiêu trò lắm. Rồi. Rồi. Với câu lệnh đây, tới chỗ này thầy có một attribute tên là name, giá trị là hello. Rồi tới chỗ này nè, tới dòng số 45, attribute này còn không? Này đi tới dòng 44 đi, dòng 44 này attribute tên là name luôn trở request scope này còn không? Còn. Ủa, nó null mà còn hả? Cái đó là cái string null. Đúng rồi, đó là cái data. Còn cái thằng này attribute này còn không? Cái name còn không? Attribute trên request scope tên là name còn hay không? Mưa thôi, nó đại đi mấy đứa. Không, nó không còn, nó remove luôn rồi. Câu này tương đương với lại remove attribute. Bây giờ nè, câu hỏi request.get attribute mà nó trả về null khi nào? Parameter hay là attribute, nếu mà mình dùng câu lệnh để lấy ra mà nó trả về null là khi nào?
À, khi nào? Khi nó không tồn tại. Đúng rồi, khi nó không tồn tại thì chính ta là cái này đã remove luôn rồi. Rồi cái này là remove luôn rồi. Như vậy tới chỗ này thì mình đã remove hết attribute rồi, mình chỉ còn có ba cái parameter thôi. Rồi đã biết cách tạo ra attribute, tạo ra lấy param, lấy attribute xử lý. Được ha. Rồi, bây giờ tới scope. Gì? Có ai hỏi gì không? Đây ông Lợi nè, về scope nè. Scope thì mình có 3 scope: request scope, session scope và application scope. Thì trong đó request scope là vùng nhớ, là dùng để lưu trữ attribute param. Session scope dùng để lưu trữ session. Session scope dùng để lưu trữ cái attribute. Rồi context là dùng để lưu trữ attribute. Trong đó request scope là tồn tại đến khi nào nó gặp response. Rồi. Nó gặp response nha. Rồi tức là khi mà nó gặp câu lệnh response phát sinh, tức là khi nó có response.send direct thì nó vừa chạm đến cái URL thì những vùng nhớ ở vùng, những giá trị chứa trong vùng nhớ request scope sẽ bị hủy. Giờ thầy bỏ này đi, bỏ remove đi. Bỏ này luôn. Rồi. Rồi, giờ mình thấy nè. Ngay chỗ này người ta nói là khi mà dùng câu lệnh response.send direct thì nó chuyển qua cái URL, và khi đó những giá trị đang chứa trong vùng nhớ request scope sẽ bị hủy. Tức là ngay chỗ này mình đang có ba cái param, một attribute ở request, một attribute ở session, mà mình đang sử dụng câu lệnh response.send direct chuyển trang sang gì? Trang gì? Trang đó là trang search.html. Thì khi đó vừa chạm đến search.html ngay chỗ dòng này, vừa chạm đến search.html ngay chỗ này, chỗ dòng này mình còn cái gì? Còn gì? Đây nè. Mày đang nghĩ coi mình còn cái gì? Cái attribute ở session scope này. Đúng rồi, còn một attribute ở session. Đúng nha. Tại vì khi dùng response.send direct thì nó chuyển trang, đồng thời nó quăng một quả bom vô vùng nhớ request scope, thế là chết hết trong đó rồi, không còn nữa. Rồi, bây giờ mình học thêm một cách chuyển trang nữa. Một cách chuyển trang nữa đó là mình sử dụng cơ chế đó là request.getRequestDispatcher.url. Đây là cách chuyển trang của mình. Chuyển trang này thì dữ liệu của mình sẽ đẩy qua bên cái thang URL này xử lý, và những giá trị trong vùng nhớ request scope, session scope, application scope đều còn nguyên, không bị ảnh hưởng gì hết. Rồi, nhưng mà trong đây nó có hai cách là forward và include. Này là include trang. Hai cách này cùng để chuyển trang sang trang khác. Nhưng mà forward tức là từ trang A qua trang B xử lý xong thì từ trang B sẽ đi tiếp. Còn include là trang A, include trang B thì chuyển qua trang B xử lý, trang B xử lý xong để quay trở về trang A và điểm đi tiếp theo là trang A. Rồi bây giờ, như vậy nếu mà thầy sử dụng câu lệnh là request get request dispatcher.url forward qua cái trang đó là trang search.html thì ngay chỗ này thầy có cái gì? Ngay chỗ này thấy có gì? Nếu mà dùng request nè, chỗ này có gì? Đó là 3 parameter với lại 2 attribute. 3 parameter, 1 attribute ở request, 1 attribute ở session, có đủ nha. Chỗ này nếu mà dùng request dispatcher là 3 cái param cộng 1 cái attribute ở request. Rồi, cộng 1 cái attribute ở session. Rồi, chỗ này được ha, chỗ này. À, bây giờ chuyện gì xảy ra nếu mà cái trang giao diện này như đây nè, run lên để thấy được khác biệt nè, run lên ha. Khi mà mình đã nhìn thấy cái trang view trả về thì hỏi là trong vùng nhớ mình còn cái gì. Hồi nãy trong trang HTML, trong cái trang
sạch cái HTML này, trong trang này thì nó còn ba RAM, một attribute ở request, một attribute ở session. Nhưng mà khi mà cái trang này sẽ được hiển thị lên browser thì hiện tại trong vùng nhớ mình còn cái gì? Có hiểu câu hỏi không? Có hiểu câu hỏi không? Nó hơi rối chỗ này, mình phải hiểu được cái chỗ đó. Này giờ thầy quay lại chỗ này ha. Thì em thấy nè, đây là trang search.html, nó vẫn nằm bên phía server. Đây là search.html. Và đây là phần display nè. Display là chính là cái trang này đó. Trên đó chính là trang này nè, hiển thị lên browser rồi. Rồi hỏi trong cái search.html này thì thầy còn cái gì trong vùng nhớ? Ba RAM còn gì? Attribute còn gì? Sao? Ba RAM còn gì? Attribute còn gì? Còn một attribute session scope này. Tức là khi cái trang này, khi mà mình đã nhìn thấy cái trang này thì vậy là mình chỉ còn một attribute session scope hả? Tại sao vậy? Sao tự nhiên trong cái chỗ này mình còn đủ ba cái ba RAM, một attribute request, một attribute session, mà khi trang này hiển thị lên browser là mình lại còn duy nhất một cái attribute session. Nghe nó vô lý vậy. Sao vậy? Tại sao em lại đưa ra cái kết luận là còn một attribute ở session vậy? Nó phải lý do là nó không còn ở server nữa. Nó không còn server nữa. Nhưng mà cái attribute vẫn luôn session mà. Nó, em trả lời đúng đó, nó còn duy nhất một attribute session thôi. Và em thấy tại sao là hình này đây. Đây. Để mà cái trang search.html này mà nó được hiển thị trên đây thì nó phải thông qua cái gì? Nhìn đi, nhìn cái đường đi. Đây, thông qua cái response thì response đã phát sinh rồi thì sao? Response phát sinh thì vùng nhớ request scope sẽ bị hủy. Chỗ này nè, phát sinh rồi. Hủy cho tao, quăng của mình vô đây liền. Được chưa? Có hiểu chỗ này không? Cái khúc này nè, mình phải nắm được. Mục tiêu của mình là chỉ mình cần quan tâm là gửi dữ liệu qua dùng cái gì? Rồi server trả về là dùng cái gì? Server này gọi thằng khác dùng cái gì? Liên kết. Mình cần biết là attribute nè, param nè, rồi select nè, để xử lý như thế nào. Rồi scope nè, scope là này. Rồi chút nữa mình đi tới một cái cơ chế chuyển trang nữa. Được không? Cái mà nãy thì tôi đang hỏi, tôi đang cố tình tôi hỏi những cái rắc rối như vậy á, để mọi người biết được là khi mình thực hiện cái luồng xử lý của mình chạy vậy á, thì nó được cái gì? Đây, login. Khi login chạy qua login xem lại, nó được ba cái ba RAM. Đâu rồi? Ba RAM chỗ này. Sau đó thầy tạo ra một hai ba RAM cùng tên mà cùng scope, nó ghi đè lấy sao cùng. Thầy tạo ra thêm một cái ba RAM nữa lưu trên session. Thằng này cùng tên kể cha mày, tại vì tao có nằm khác nhà mà. Rồi như vậy là mình có một ba RAM, một attribute request, một attribute ở session cùng cái tên là name. Rồi sau đó mình sử dụng là request get, request dispatcher không, rồi mình dùng respond.send direct trước đi. Thì khi mà luồng dữ liệu mình vừa chạm đến cái URL này trong đó là cái trang search.html, chạm tới đây thì nó hủy hết giá trị trong vùng nhớ request scope, tại vì mình đang sử dụng là respond.send direct. Do đó chỗ này mình chỉ còn một cái attribute lưu trên session. Còn tuy nhiên, nếu mà mình sử dụng là request get, request dispatcher rồi url.forward đi, thì khi đó khi nó chạm tới cái trang search.html thì nó còn nguyên ba cái ba RAM, một cái attribute request, một attribute session. Nó thực hiện hết luôn. Rồi thực hiện xong, khi mà xong rồi nó đóng gói cái này vô cái view, và cái view sẽ được quăng trả về thông qua cái response.
Thì do đó khi mình thấy được cái response, cái trang này, thì khi đó attribute của mình chỉ còn trong vùng nhớ session thôi, vùng nhớ request bị hủy rồi. Tại vì nó phải phát sinh response, nó mới có trả về được, phải phát sinh response, nó mới hiển thị lên đây được. Rồi, vậy được chưa? Ừ. Có ai thắc mắc gì không? Im lặng là hiểu hay là im lặng là tắt quan tâm luôn? Được thầy ơi. Rồi, ok ha. Bây giờ mình thấy cái hình này, giờ mình thấy là trả về được chuyện thông lâm response request rồi. Vùng nhớ, luôn nhớ cho tôi là ba vùng nhớ: request scope, session scope, application. Application không xài. Đây, lỡ rồi, để vẽ luôn cho nó đẹp đẹp chút ha. Đây. Đây. 1, 2, 3. Request scope, trong request chứa 3 RAM, chứa attribute. Trong session scope chứa attribute. Trong application scope chứa attribute. Attribute lúc nào cũng lưu dạng đó là key value. Param cũng là key value. Nhưng mà value của param đó là string. Còn value của attribute đó là object. Rồi, object thì là cạo dịch chữ tổng quát. Cho nên mình tạo attribute, mình gán nó lại gì, rồi sau đó mình phải bạc lại, mình lấy ra là mình phải bạc lại, mình ép kiểu lại trở về cái kiểu dữ liệu trước khi mình ép. Rồi mình đã biết vùng nhớ rồi, mình đã biết param, mình đã biết attribute. Rồi bây giờ có cơ chế chuyển trang. Chuyển trang hồi nãy nè, quay lại cơ chế chuyển trang trong cái code mình đi. Cơ chế chuyển trang của mình có như sau. Đây, mình thấy nè, chuyển trang của mình có thể sử dụng là response.senddirect, cùng có thể là request, get request, dispatch. Nó khác nhau ở chỗ cái thằng trên đó, request là response.senddirect do thằng response nó thực thi, và nó thực hiện chuyển dữ liệu sang cái URL, nó chuyển quyền xử lý sang cái URL. Khi mà nó vừa chạm tới cái URL này thì nó quăng quả bom vô trong vùng nhớ request scope, thì vùng nhớ request scope của mình sẽ bị hủy. Hủy là hủy cái gì? Hủy ba RAM, hủy attribute trong vùng nhớ request scope thôi. Còn bây giờ mình sử dụng cơ chế là request get request dispatcher forward đi hoặc include, thì khi đó nó chạy qua cái URL thì những giá trị trong vùng nhớ request session application còn nguyên. Còn forward khác include chỗ nào? Một cái là từ A chuyển sang B, B xử lý xong từ B đi tiếp. Còn include, A chuyển sang B, dùng cơ chế include thì A chuyển sang B, B xử lý xong thì B sẽ trả về cho A, sau đó A sẽ thực thi việc đi tiếp. Rồi bây giờ mình đi tới cái cơ chế attribute, các attribute. Đây mình đi tới một ví dụ này ha. Rồi mình thấy có thấy ví dụ này. Ở đây mình có là đang có một cái trang request dispatcher.html. Đây là một cái view. Mình thiết kế một cái form. Trong cái form này nó có một cái tname, một cái nút submit, và chuyển qua middle setback. Do đó khi mình click vô nút submit này thì nó chuyển hai cái param, hai param đi qua đâu? Đi qua middle setback. Thì ngay chỗ cái này mình được cái gì? Mình có cái gì trong tay? Có khoản nợ hả? Được hai cái param này. Hai cái param lũ đâu? Request scope. Rồi luôn cho request scope. Rồi sau đó tới dòng này nó tạo ra một cái attribute luôn trong request, thì ngay chỗ này đậm đậm nè, mình được cái gì nữa? Mình được hai param cộng với là một cái attribute luôn trên request scope. Rồi sau đó nó dùng response.senddirect hỏi khi vừa chạm tới cái end select này thì mình còn cái gì trong tay? Mình hết luôn thầy. Hết rồi, mình đổ nợ rồi, mình sạch sẽ rồi, hết tiền luôn rồi. Đây, khi vừa qua tới đây thì dùng response rồi, cho nên cái này nó bị hủy à. Cái này là trả về null, cái này cũng trả về null. Đây, gửi qua trả về null hết, tại vì dùng response là hủy rồi. Thì bây giờ hỏi câu hỏi là như vậy làm sao để thầy vẫn giữ lại cái attribute đó, vẫn giữ lại param đó khi đi qua bên đây, khi đi qua end select? Dùng get request dispatcher thôi.
đó là một cách. Bây giờ không dùng request dispatcher có cách nào để giữ lại không? Có cách nào để giữ lại cái attribute này không? Dùng session scope. Đúng rồi, lưu trên session scope. Và cái param này gửi qua đây thì mình cũng lưu trên session scope với dạng attribute luôn. Chứ lưu dạng attribute luôn. Nếu mình không xài request dispatcher thì mình phải dùng chiêu. Tức là hai param này mình đi qua đây, mình hai cái param này. Bên đây mình phải tạo ra hai cái session chấm set attribute. Trong đây có txt name. Giá trị của nó là request chấm get param txt name. Đó vậy đó. Trong này bỏ này liền là phải thay bằng session. Rồi khi đó qua bên đây, cho dù mày dùng response kể cha mày luôn, response của mình chạy qua đây thì nó vẫn lấy được, đúng không? Nhưng mà cách như vậy là cách không chính thống. Bây giờ người ta sử dụng một cách khác, đó là cơ chế chuyển trang khác. Chuyển trang đó là chuyển trang sử dụng request dispatcher. Đây là cơ chế response, cơ chế redirect ha. Đây là gửi qua đó. Khi mà tới cái resource 1 rồi thì đã có response trả về. Đã có response trả về, tới re 2 thì cũng có response trả về. Thì đã có response rồi thì cũng nhớ request scope bị hủy rồi. Rồi bây giờ mình chuyển sang cái cơ chế khác, đó là cơ chế get request dispatcher. Request dispatcher thì nó có hai loại, forward và include. Này, A mà chuyển qua B sử dụng forward thì làm sao? A chuyển qua B thì B nó nhận xử lý, sau đó đi tiếp là từng A đi tiếp. Bây giờ A mà nó include B thì sao? B nó nhận được quyền xử lý, nó xử lý xong thì thằng B quay quăng trả về thằng A và từ thằng A sẽ đi tiếp. Rồi khác nhau vậy thôi ha. Còn cơ chế hoạt động cũng giống nhau. Còn việc ai thích mà viết dài dòng như vậy thì viết, tôi thì tôi không thích. Tôi thích viết là ngắn gọn luôn, là request get request dispatcher chỗ này chấm forward hay include luôn, ai muốn khai báo này khai. Tôi không thích chỗ này. Rồi. Đó là cơ chế của mình chỉ vậy thôi. Trong đây mình coi là cái mô hình của mình là đó, nếu mình dùng request dispatcher thì nó còn nguyên. Request dispatcher mình có cái vụ middle info còn nguyên, param còn nguyên. Attribute còn nguyên. Rồi đây cơ chế forward của mình. Nào mình thấy nè, forward thì từ cái result 1 nó chạy qua result 2, thực thi xong result 2 nó sẽ respond trả về. Và cơ chế là từ thằng result 2 nó sẽ respond đi ha. Từ thằng result 2 thì result 1 nó gọi qua result 2, nó sử dụng forward thì kết quả thằng số 2 này sẽ respond trả về. Còn bây giờ nếu mình dùng include thì sao? Mô hình mình đã khác. Đây, include của mình, result 1 gọi include result 2, sau đó result 1 thực thi xong, sau đó trả về cho result 1. Result 1 sẽ phát sinh response. Thấy chưa? Nếu mà mình forward thì cái response này sẽ được phát sinh từ result 2. Còn nếu mình dùng include thì cái response này sẽ được phát sinh từ cái result 1. Cái hình này nó hơi khó hiểu so với lại cái hình tôi nghĩ là A chuyển sang B, đúng không? A, B. Nếu mà forward thì B xử lý. Sau đó B sẽ xử lý. B sẽ trả về, response trả về. Rồi, còn nếu mà A include B xử lý. Sau đó B trả về. Và đó, A nó mới response. Rồi, được chưa? Rồi, như vậy bây giờ với cái hình này thì mình đã giải quyết được chưa nè? Mình đã có thể tạo được trang giao diện, trang sạch, có thể tạo được ba RAM. Mình biết được ba RAM lưu trữ trong vùng nhớ. Ba RAM này lưu trữ trong vùng nhớ. Xem bạch này muốn lấy ra thì lấy ra công lệnh rồi. Request
chấm get param đó, get parameter, xử lý xong, xử lý, sau đó có cái kết quả truy vấn từ bên server này mình phải lưu lên trên đây, lưu đây với dạng là attribute, đây là attribute với dạng là key value, sau đó cái view này sẽ trả trước khi trả về cái đoạn chỗ này nè, chỗ này là phải giải thích ra chỗ này có một cái view nữa, cái view đây, cái view này nó chạy lên đây, chạy lên vùng nhớ, nó lấy những giá trị của param, lấy giá trị attribute, hiển thị kết quả và quăng trả về cho bên phía client. Đó là cái mình sẽ làm trong bài demo bữa qua Tết. Rồi. Còn cơ chế chuyển trang, hồi nãy nó vừa nói luôn, có respond, có request, respond.send direct là gửi dữ liệu qua bên kia, sau đó nó hủy vùng nhớ trong vùng nhớ, vì hủy giá trị trong vùng nhớ request scope. Còn nếu mà dùng request get request dispatcher thì nó gửi dữ liệu qua bên trang kia, nó giao quyền kiểm soát. Sau đó vùng nhớ còn nguyên, nó không ảnh hưởng gì hết. Rồi trong đó forward và include nó khác nhau về cái đường đi. Rồi hôm nay như vậy thôi nha, có ai thắc mắc gì không? Thầy. Cái view đó, nó là code HTML mà sao nó lấy được attribute hay thế? HTML không lấy được. Cái trang view này phải là một trang JSP hoặc là một serverlet. Còn HTML là trang web tỉnh, không có làm ăn gì được nữa hết. Mình phải nâng cấp từ từ, mình đầu tiên mình tạo view bằng HTML, sau đó mình mới lật kèo, mình che chở HTML, nó đâu có làm được gì đâu. Nó đâu tạo thành trang web động đâu. Cho nên mình nâng lên mình sử dụng serverlet. Trong serverlet vốn chỉ sinh ra để làm controller, tuy nhiên công việc tay trái của nó vẫn làm view được. Mình sẽ thấy nó rất là cực, cực lắm, cực như con trâu rồi đó, cực khổ lắm. Sau đó mình mới từ từ nâng cấp lên ở view vậy, cực quá, phải có một cái gì đó thay thế, đó là GSP. Rồi sau đó GSP, mình chèn được code Java vô, mình khen quá trời luôn, mình nâng bi nó dữ dội luôn. Sau đến một khoảng thời gian, tụi mình lại lật kèo nữa là, chèn code Java vô vậy lập trình khó lắm. Mình mới học tới GSTL. Rồi GSTL này, đây là cái mình cần phải đạt. Cái GSP là mình phải cần công nghệ, một công nghệ. GSTL là một công nghệ. Và tới được GSTL là gần như kết thúc chương trình rồi. Mình chỉ cần học tới filter nữa là xong. Rồi, tại bữa hôm kia mình nghĩ thì bây giờ mình sẽ có hai slot bù đúng không? Bù đúng không? Bù slot. Thì bây giờ á là để qua Tết rồi bù nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bài assignment thì nói trước luôn, mình sẽ làm một cái trang web bán gì đó thì để qua Tết thông báo ra để có tình hình nữa. Rồi bây giờ tới phần câu hỏi là có ai hỏi gì không? Nó hết rồi, nội dung kiến thức mình chỉ có nhiêu đó thôi. Cái mình cần nắm là cái scope, ba cái ô đó, ba cái ô phân lô bán nền nè. Rồi còn nhớ được trên Tomcat là nó phân lô bán nền không? Mỗi ô, mỗi nền này là một cái gì? Mỗi cái nền này là một cái gì? Contest rồi. Mỗi contest là một cái gì? Mỗi contest là một cái gì? Project. Đúng rồi, mỗi contact là một cái web application, một cái project đó. Rồi trong đây nó chia ra, trong đây nó có nhiều phần nhỏ nhỏ, nhiều phần nhỏ đó là serverlet controller đó. Trong đây là vùng nhớ nè, cái ô này là vùng nhớ nè, request scope, session scope nè. Chỗ này mình khai báo contact param, chỗ này khai báo serverlet param. Rồi bây giờ về khái niệm về attribute. Attribute dùng để làm gì? Dùng để gửi dữ liệu trả về từ server, trả về cho client, từ controller này chuyển qua controller khác bằng cách nè, nó lưu trên vùng nhớ, rồi những thằng khác nó truy cập vùng nhớ để lấy. Còn param là cách để gửi dữ liệu từ client qua server, nó lưu trong vùng nhớ request scope, muốn xài nó thì nhào nó vô lấy bằng câu lệnh request.get parameter, truyền vô cái key, nó trả về cái name và nó trả về kiểu là kiểu string. Còn attribute là request.get attribute, truyền vô cái key, nó trả về cái value đó, kiểu dữ liệu của nó là object. Rồi còn biến xài khi người dùng cần, kiểu dữ liệu của biến là do người dùng quyết định,
redirect là do thằng respond quyết định, respond. Còn request dispatcher là do thằng request quyết định. Thì do đó, về việc do thằng respond quyết định thì respond chấm send redirect, thì khi đó vùng nhớ request scope sẽ bị quăng quả bom nổ hết chỗ này. Còn nếu mà request dispatcher thì còn nguyên, không ảnh hưởng gì hết. Và tuy nhiên, phải nhớ cho tôi một điều nè. Cái vùng nhớ request scope này, những giá trị trong nó tồn tại đến khi nào? Đến khi mà có response phát sinh. Response phát sinh khi nào? Khi có dùng câu lệnh response.send direct là một. Cái thứ hai, khi mà browser đã hiển thị một cái view nào đó lên trên giao diện của nó thì đã có response phát sinh rồi. Còn session, session bị hủy khi nào? Hết session timeout. Đây nè, ví dụ mình thấy nè, đây. Bây giờ để coi session còn không ha. Hôm nè. Đây bây giờ giả sử tôi vào lại thêm một trang phát nữa. Đây. Đây mình à đây đây từ từ rồi. Bỏ đi đi bỏ đi. Tôi vô trang MS đây là MS nè. Thì login vô nè. Login vô nha. Rồi. Bắt đầu đã có một session mới. Bây giờ nếu giả sử tôi lưu cái thông tin của user lên trên session đi ha. Đây. Bây giờ mình đã login vô rồi, đã có một cái session là đang thằng user là Hòa DNT nè, đổi nghĩa là Hòa nè. Rồi ha. Vậy session này bị hết khi nào? Khi mà hết session timeout. Session timeout được khai báo đâu? Trong đây. 30 đây nè, đó, 30. 30 có nghĩa là trong vòng 30 phút mày không tác động gì đến hệ thống thì mặc định là tao nghĩ mày đang đi toilet rồi, mà rất là nguy hiểm khi mày đi lâu như vậy. Thì tao phải xóa hết những cái gì mày đăng nhập, những cái phiên làm việc của mày là kết thúc để không bị người khác lợi dụng sử dụng. Đó là một cách hết 30 phút. Cách thứ hai, nhấn nút bây giờ nè, tôi nhầm mở vô một cái LMS nữa. Rồi, thằng này cũng đã đăng nhập, tôi không cần đăng nhập nữa, bây giờ tôi log out ra nha, log out ra. Rồi, chuyện gì xảy ra nếu tôi thực hiện truy vấn một cái gì đó? Click vô đây nè. Click vô. Để coi bị gì ha. Văng ra ngoài luôn, tại vì session tôi bị hủy rồi. Là vùng nhớ session scope bị hủy luôn đó. Được không? Được không? Cái vụ mà request gì request scope session scope được chưa? Được. Rồi bây giờ là câu hỏi nè. Ủa, như vậy request scope sử dụng khi nào? Khi nào nên lưu attribute trên request scope? Khi nào lưu attribute trên session scope? Bây giờ câu hỏi nè. Bây giờ nói về session scope đi, tôi lắp bên vô. Tôi đang lưu cái thông tin người đăng nhập đây nha. Thông tin người đăng nhập đây là đang hiện ở đây nha. Rồi bây giờ tôi click vô cái này. Hỏi mấy đứa, khi cái này hiện lên vậy là có response phát sinh chưa? Dạ rồi. Có rồi. Nếu mà tôi lưu cái thằng này trong cái request scope thì chết mẹ luôn rồi, là nó xóa rồi đúng không? Do đó cái thằng thông tin người đăng nhập nè phải lưu trên session. Đúng rồi nè, tại vì tôi phát sinh ra, tôi gọi thằng này, nó có một cái trang trả về đây, có một cái trang trả về thì đã có response trả về. Do đó cái thằng này phải lưu session mới còn, lưu request là chết rồi. Còn bây giờ câu hỏi tiếp theo nè, bây giờ giả sử tôi click vô đây ha, click vô đây mấy đứa theo nè. Click vô đây là tôi đang gửi request lên, tôi nói là lấy cho tôi những thông tin của cái thằng ID có năm, ID có tên là 54545. Sau đó kết quả của nó trả về tôi sẽ hiển thị trên browser này. Rồi sau đó tôi cần quan tâm là kết quả cái trang này đó, nó cần lưu ở chỗ nào bên server không? Tôi cần lưu nữa không? Cần không? Cái này nó hơi rối, phải hỏi lại. Cái vụ mà session này chắc hiểu đúng không? Phải lưu session là hiểu rồi đúng không? Bây giờ mình nói là tại sao tôi phải lưu trên request scope nè. Bây giờ hiện tại nè, mỗi lần tôi click vô một cái chỗ này, lab 211 hòa DNT, thì tôi thực hiện gọi câu lệnh gì? Gọi câu lệnh là lấy cho tao cái trang view.php mà truyền vô cái parameter là 54545.
sau đó nó truyền, nó chạy xuống cơ sở dữ liệu, nó lấy ra những thông tin và nó hiển thị cho tôi, lấy vô đây, nó hiển thị cho tôi cái trang này, đây là kết quả từ từ cơ sở dữ liệu bên kia truy vấn trả về nha, trả về nó tạo thành cái view trả về rồi, tôi đã thấy cái view rồi. Bây giờ câu hỏi khi đó tôi cần lưu bên server, tôi cần lưu là cái kết quả này không, cần không? Dạ không, dạ không. Đúng rồi, tôi cần lưu gì nữa? Tại vì mỗi lần tôi click thêm một cái nữa nè, tôi click thêm một cái nữa thì nó lại thực hiện làm thêm một cái nữa, thì nó chỉ cần trả về cái view thôi. Tôi đắt là cần quan tâm bên kia nó lưu lại hay không. Giống như search đây nè, cũng giống như cái search thôi. Đây thứ ba lớp 4 đi chẳng hạn, này đi, tôi gì bảy thứ ba lớp 3 mày ơi. Đây cái search của mình khi thực hiện gửi cái nút, gửi cái sạch giá trị sạch này, sau đó nó chạy qua bên sạch controller, sạch sạch lạch đây, nó truy vấn ra, nó truy vấn, nó lấy được cái lead user, và lead user này tôi lưu trên request, rồi sau đó tôi chạy qua bên cái sạch result này, để tôi sạch result tôi sẽ hiển thị kết quả ra, rồi sau đó kết quả này hiển thị trên browser rồi, thì khi đó những giá trị attribute trong vùng nhớ request gốc bị hủy. Tại vì muốn gì tôi không cần lưu lại, tôi chỉ cần nó trả tôi cái view là được rồi. Rồi đó là lý do tại sao nên xài cái này, và nên xài là xài request scope hay là nên xài session scope. Rồi tiếp theo, tại sao nên xài session scope? Tụi mấy đứa thấy nè, trang shopping, mấy đứa vô Tiki chưa? Ê mấy đứa, hồi sáng này tôi mới phát hiện một sự thật. Sự thật nè, hôm khi tôi đang hí hửng là tôi mua con chuột có 69.000 đúng không? Nhìn thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Đồng hồ 3.000 đó. Đây bây giờ nè, giả sử tôi add sản phẩm này vô cho hàng nha, tôi add sản phẩm này vô nha. Thì tôi tại vì tôi còn tốn tiền xăng tôi chạy lại chỗ nó nữa. Đó con chuột này tôi mua đó. Đó, tôi mua con chuột này đó để tôi đầu tư đó. Chọn mua nè. Gì vậy? Hết rồi hả? Hết rồi mà cũng còn đang bán, chán mà liền, chuột khác. Cứ ép chạy vô đi. Một cái. Rồi trong giỏ hàng mình. À cái giỏ hàng tôi còn lưu lại hồi xưa, hồi nãy tôi demo cái máy kia rồi. Xó mày nè. Dép nè. Xó mày nè. Xó mày nè. Rồi. Bây giờ mình thấy trong giỏ hàng mình có cái này. Rồi bây giờ tôi chuyển sang mua trái cây. Được cái tôi mua chuột rồi, sao tôi mua trái cây. Thanh long 10.000 ký. Rồi mãng cầu đi. Cái gì vậy? Mấy trang này sao á? Bận đi. Thôi. Không được rồi. Bữa nay là không mua không được, mua cái khác đi. Đi. Mua tới gì nịch. Mình mới mua con chuột rồi. Bây giờ mình mua tới gì nịch, lít vô gì nịch. Thêm vô. Rồi mình có hai rồi. Bây giờ chuyện gì xảy ra nếu mình lưu cái những sản phẩm mình mua trong giỏ hàng này lưu trên request shop, thì khi đó tôi thực hiện lít vô cái này. Hỏi cái attribute đó còn không? Nếu mà tôi lưu trên request shop còn không? Dạ không. Mất rồi, tại vì có giao diện mới rồi. Giao diện mới là có response trả về. Và response trả về là hủy vùng nhớ request shop. Do đó giỏ hàng của mình phải lưu trên session. Mà đố mấy đứa hiện tại tại sao lưu session? Người ta nói là lưu session thì khi tắt browser, khi log out tài khoản ra. Nè, log out tài khoản ra, thoát tài khoản, log out ra thì giỏ hàng mất nha. Tắt browser luôn, tắt hết luôn nha. Tắt luôn nha. Rồi bây giờ log in lại. Bởi tôi nói học là một chuyện, còn thế là một chuyện. Rồi log in vô. Đâu rồi? Hòa đến OT. Đây, đăng nhập vô. Gì trời, gì chán vậy. Đăng nhập Gmail này luôn nè.
đăng nhập vô nè. Nó vẫn còn nè. Như vậy, giỏ hàng này mấy đứa nghĩ coi nó còn lưu ở session không? Nó có phải dùng session để lưu không? Không. Không, nó không còn đâu, nó không phải lưu session đâu. Nó lưu cơ sở liệu luôn rồi mấy đứa. Nó lưu cơ sở liệu luôn rồi, nó không còn lưu dạng session luôn. Lưu không phải cookie đâu. Mốt cái bài giỏ hàng mình sẽ tìm hiểu. Bài giỏ hàng mình học ở môi trường giống trường mình á, ở trường á là mình học theo kiểu là lưu session. Còn bài thực tế á, là nó lưu ở cơ sở dữ liệu. Đối với đứa tại sao? Tại sao nó phải lưu cơ sở dữ liệu mà nó không lưu session? Hay là không lưu cookie? Suy nghĩ đi. Mục tiêu của người bán hàng là gì? Bán càng nhiều càng tốt. Đúng rồi. Thì nó tạo cơ hội cho mày mua nè. Bây giờ mày add vô để yên cho mày. Thì khi đó mày rất là dễ dàng thanh toán. Mày chỉ cần một click là mua hàng thôi. Còn nếu mày hủy rồi, nó phải thực hiện tìm kiếm lợi, nó mua lợi. Thấy chưa? Đúng không? Do đó lý do là sao nó đổi là luôn cơ sở dữ liệu đó. Rồi, xong. Hôm nay chỉ vậy rồi. Hôm nay vậy là đủ xịn sò rồi. Rồi, bây giờ ngày mai mấy đứa có làm gì không? Không phải học bù, mà ngày mai thầy sẽ demo, thầy theo lý thuyết là tuần này là phải demo luôn luôn cái phần về search để tìm hiểu về scope, về attribute, về redirect. Mà bây giờ hôm kia tôi muốn nói bệnh, cho nên bây giờ ngày mai nè mấy đứa có rảnh á, tức là tôi vẫn bù vào thứ bảy sau khi nghỉ Tết vô là bù hai slot, nhưng mà ngày mai mấy đứa có rảnh á, tại vì sẵn luôn kiến thức nè, mấy đứa có thích á thì ngày mai mấy đứa join vô cái lớp 1, lớp 2 thì tôi sẽ demo cái phần mà search sử dụng cái những thằng này, mình trước luôn học trước luôn cũng được. Rồi thứ bảy muốn biết trước cái đề á, tại vì muốn biết trước cái đề assignment á thì thứ bảy vô số 1, lớp 2 luôn vô đi. Rồi tôi sẽ phân tích cơ sở liệu cho lớp đó sẵn là mình có luôn, mình biết được mình sẽ làm bài gì trong cái môn này cho bài assignment, rồi 300 điểm luôn, tức là mình biết trước thôi nha, chứ mình vẫn có học bù riêng nha, hiểu không? Thích thì vô, thích thôi. Đường link này luôn hả thầy? Link này thôi. Có linh nè, học kỳ này tôi toàn một bếp không à. Rồi, điểm danh rồi, có mặt hết rồi, quên nữa, để vô pháp TV rồi tôi nhớ tôi điểm danh hết rồi nè, coi nè, coi lịch cả tuần nè, đây ngày mai lớp 1, lớp 2, lớp 4, lớp 6, thứ 7 là lớp 1, lớp 3, lớp 4, lớp 1, lớp 3, lớp 4, lớp 5, toàn là web không nè. Đó, coi rảnh lớp nào thì vô lớp đó. Được chưa? Thấy không? Thứ 6 là 1, 2, 4, 4, 6, thứ 7, 1, 3, 4, 5. Nhưng mà thứ 6 là demo, thứ 7 là chỉ là phân tích cơ sở dữ liệu. Rồi, ok thôi ha, điểm danh rồi, thầy điểm danh hết sao rồi. Hồi nãy tôi tiện tay tôi điểm danh rồi, sợ quên. Rồi, thôi được rồi nha. Rồi, tắt record rồi. Rồi chào nha. Thầy cho em hỏi xíu luôn thầy. Mấy cái mà mình học ở trong cái môn này gọi là server side rendering hả thầy? Tức là server làm hết hả thầy? Đúng rồi. Cả việc validation của server làm luôn. Dạ. Yeah.
nhưng mà nó là mô hình truyền thống, tức là client server thì client nó làm nhiệm vụ là gửi request, sau đó nó nhận kết quả và server xử lý hết. Đó là mô hình truyền thống cổ điển. Bây giờ dần dần người ta là thấy là server, nếu mà client nó xử lý được phần nào á, thì nó xử lý nó phụ bên server, giống như validation á. Dần dần bây giờ người ta là validation bên phía client đó rồi, chỉ có validation về cơ sở dữ liệu hay gì đó thì mới đẩy qua bên server. Nè, giống như là cái code mình đang viết nè, cái trang login nè, đây là một hình thức validation, ở này không có thứ ba slot số 4, có mình có không đã nè, cái require nè, bắt buộc nó phải nhập nè, đây là một dạng hình thức là đẩy phần validation bên phía client nè. Thông thường là mình phải chạy qua bên server mình kiểm tra, coi thằng này nó đã có nhập, cái len của nó có lớn hơn 1 hay không, len nó lớn không hay không. Nếu nó bằng empty á, thì trả về là mày phải nhập. Còn bây giờ người ta là validation bên phía client chỗ này luôn, mà validation ít thôi nha, chứ không phải là validation nặng nề bên đây thì nó chuyển thành MVC 1 thì nó lại không đúng như là mô hình MVC 2. À, ok thầy.